phú chính chu hiếm hoi lộ diện ôm ấp bà xã Hà Phương ngọt ngào, đập tan tin đồn ly hôn. Sáng ngày 25 tháng 5, thông tin ca sĩ Hà Phương ly hôn chồng tỷ phú chính chu lan truyền trên mạng xã hội. Tin đồn xuất phát từ một bài viết đưa tin về vụ tranh chấp của tỷ phú và người mẫu. Hay ở một đoạn khác, chủ nhân bài viết mô tả tỷ phú chính chu đã ly hôn và được cho là đang hẹn hò một người mẫu Nga. Thông tin này khiến nhiều người hoang mang về mối quan hệ hiện tại của ca sĩ Hà Phương và tỷ phú chính chu. Phía ca sĩ Hà Phương nói đây là thông tin thất thiệt đã có từ 2019 và không muốn chia sẻ thêm. Mới đây, theo Hà Sao đưa tin, ca sĩ Hà Phương vừa cùng nhóm bạn thân có buổi tiệc ấm cúng. Trong bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, ông xã tỷ phú chính chu và nữ ca sĩ ăn mặc giản dị trò chuyện cùng bạn bè. Hình ảnh này chứng tỏ hôn nhân của nữ ca sĩ vẫn bình yên và hạnh phúc, như chia sẻ của cô với Vietnamnet khi vướng vào tin đồn rạn nứt hôn nhân hồi cuối tháng 3. Chỉ là bịa chuyện cầu lượt xem thôi, gia đình tôi vẫn hạnh phúc. Trong buổi tiệc gặp mặt, các bạn bè của hai vợ chồng đã chúc mừng tỷ phú chính chu chinh phục thành công đỉnh Everest dưới sự hướng dẫn của Kambi Rita, người lập kỷ lục thế giới 28 lần chinh phục đỉnh núi đầy nguy hiểm. Theo Thanh Niên đưa tin, sau khi lập gia đình, Hà Phương không đi hát hay hoạt động showbiz mà toàn tâm toàn ý lo cho tổ ấm nhỏ và làm từ thiện. Thỉnh thoảng em gái Cẩm Ly ra mắt một số sản phẩm âm nhạc để thỏa đam mê. Vợ chồng nữ ca sĩ đã có hai cô con gái nhưng chưa bao giờ để lộ mặt bé. Trước đó, khi nói về cuộc hôn nhân với tỷ phú chính chu, Hà Phương tiết lộ bí quyết để giữ lửa là tình yêu dành cho các con. Nữ ca sĩ tiết lộ chồng là người nóng tính nhưng mau nguội, biết nhìn nhận lỗi lầm. Còn tôi thì nguội, luôn bình tĩnh và tìm cách giao tiếp với ảnh một cách tinh tế. Tôi không phải kiểu người nóng tính, tôi rất giỏi nhường nhịn. Vì tôi nghĩ rằng nếu cả hai đang nóng tính thì sẽ bùng nổ mất, điều đó không hề tốt. Cho nên tôi nhìn chồng một chút cũng đâu có mất mát gì, em gái Cẩm Ly cho hay. Công nhận để có một tổ ấm thì người vợ phải khéo vun đắp và giữ gìn. Nhìn cách Hà Phương bảo vệ chồng con là đủ biết cô ấy rất thông minh, nếu chân một tỷ phú hẳn không phải là điều dễ dàng.